Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Yến Âm Thanh Bãi Hà Nội. Tâm điểm chính của clip ngày hôm nay sẽ là 12 album đặc sắc nhất của Mỹ Tâm, nữ ca sĩ nhạc pop được nhiều thế hệ khán giả Việt yêu quý, có sở hữu giọng hát nội lực cùng nhiều bản hit và vô vàn giải thưởng âm nhạc danh giá trong nước. Hơn 20 năm hoạt động âm nhạc nghiêm túc, bền bỉ, hẳn ai trong chúng ta cũng phải công nhận Họa Mi Tóc Nâu là nữ ca sĩ duy nhất từ thời kỳ Làn Sóng Xanh vẫn giữ vững ngôi vị sao hạng A trong làng giải trí, cộng thêm là lượng fan hâm mộ đông đảo nhất nhì showbiz Việt. 12 chương trình ngày hôm nay đa phần là những album tái bản F1 đồng giá 150, chỉ riêng có 3 đĩa gốc cuối cùng anh đang giao với giá đắt hơn thôi nhá. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua lại đĩa nào, có thể chụp ảnh màn hình cái đĩa mình đang xem hoặc là nhắn đúng tên album gửi qua Zalo giúp em 0912 906 897. Số bên em nhận ship số đây từ 3 đĩa trở lên, miễn phí ship từ 700 ngàn, bạn nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Mở đầu bộ sưu tập sẽ là cái chương trình có thể coi là best seller, tức là bán chạy nhất mỗi khi mà nhắc đến Mỹ Tâm, album Cảm Ơn Người Tình. Ở trong cái chương trình này thì Mỹ Tâm sẽ hát bolero rất là nhiều những ca khúc quen nhưng mà không hề bị cũ nhá, bởi vì toàn bộ đều hòa âm mới này, phối khí rất là hay, cộng thêm là giọng ca của Mỹ Tâm thì vừa đẹp vừa giàu nội lực nữa. Cảm Ơn Người Tình, Sầu Lẻ Bóng, Mùa Đông Của Anh, Đôi Mắt Người Xưa, Sầu Thím Thiệm Hồng, Chuyến Tàu Hoàng Hôn, Hoa Trinh Nữ hay là Chỉ Hai Đứa Mình Thôi Nhé và Chuyện Hợp Tan. Em đang giao là 150 nhá. Một cái chương trình rất là hay và được rất là nhiều khách hàng bên em yêu thích. Các bác xem qua kiểu phôi nhá, phôi đúc chất lượng cao, anh đang giao là 150. Album tiếp theo của giọng ca sinh năm 81 gốc Đà Nẵng sẽ là một cái chương trình chọn lọc những cái bản hit mới nhất trong năm 2023 vừa rồi, Hẹn Ước Từ Hư Vô. Ở trong này thì Mỹ Tâm sẽ hát acoustic này và hát những bản pop ballad mới như là Ngày Chưa Giông Bão, Cho Một Tình Yêu Chưa Nói, Đúng Cũng Thành Sai, Nằm Lấy Tay Nhau, Cuộc Hẹn Trong Mơ, Chuyện Như Chưa Bắt Đầu hay là Anh Chưa Biết Đâu, và đương nhiên không thể thiếu bản hit Hẹn Ước Từ Hư Vô. Ở Mỹ Tâm sớm bộc lộ năng khiếu về âm nhạc và liên tiếp giành chiến thắng tại nhiều cuộc thi ca hát lớn nhỏ từ lúc còn ở độ tuổi thiếu niên. Con đường ca hát chuyên nghiệp của Mỹ Tâm chính thức bắt đầu khi mà cô giành giải nhất trong cuộc thi giọng ca vàng do Báo Mực Tím tổ chức năm 1998. Đến giữa năm 2000 thì Mỹ Tâm kết thúc hợp đồng với công ty Vavaco và cho ra mắt cái sáng tác đầu tay mang tên Mã Yêu cùng nhạc sĩ Nguyễn Quang. Cũng chính từ đây thì cái tên Mỹ Tâm đã trở thành một phần trong ký ức của rất là nhiều khán giả yêu nhạc thế hệ 8X, 9X với hàng loạt những cái bản hit như là Tóc Nâu Môi Trầm này, Họa Mi Tóc Nâu, Ước Gì, Giấc Mơ Tình Yêu hay là Xích Lô, đúng không ạ? Cái chương trình thứ ba em muốn giới thiệu đó là Mỹ Tâm Melody of Time, Những Giai Điệu Thời Gian. Ở trong này thì Mỹ Tâm sẽ thử sức với dòng nhạc xưa, rất là nhiều những ca khúc quen. Cái bộ này nó có hai đĩa nhá, vol 1 này, vol 2 thì mình cùng khám phá lần lượt nhá. Và trong cái vol 1 thì em thấy có Chuyện Tình Không Suy Tư, Xin Thời Gian Qua Mau, Bản Tình Cuối, Đợi Yêu, Sao Em Còn Buồn, Những Bước Chân Âm Thầm, Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa hay là Đoạn Khúc Cuối Cho Em, và Có Một Dòng Sông Đã Qua Đời. Những cái sáng tác rất là hay của Ngô Thụy Miên, của Lam Phương, của Lê Quang, Y Vân hay là Trịnh Công Sơn. Ngoài ra thì cái phiên bản này còn có cả cái chương trình đĩa than chính hãng cho bác nào muốn sưu tầm nhá. Đĩa than sẽ đắt hơn nhá, tầm khoảng 1,2 triệu cho đến 1,5 triệu. Còn đây là đĩa CD, em đang giao 150 nhá. Mỹ Tâm Melody of Time Vol 1, phối đúc chất lượng cao nhá, có in tên album phía bên trong. Ở cái Vol 2 cũng bổ sung thêm rất là nhiều bài hay, chẳng hạn như là Bèo Rắn Mây Trôi này, Làng Tôi này, Câu Hò Bên Bờ Hiền Lương. Đấy, em nhớ không sai luôn. Em Vẫn Đợi Anh Về cũng có này, Tạm Biệt Chim Én, Nhớ Về Hà Nội, Đâu Phải Bởi Mùa Thu, và đặc biệt là ca khúc mình đã được nghe thử làm nhạc nền đây, Quê Hương Tuổi Thơ Tôi. Nghe rất là hoài niệm đúng không ạ? Em đang giao 150 nhá. Vào những năm 2000 thì Mỹ Tâm tiếp tục là giọng ca được nhiều khán giả yêu mến. Thậm chí là album phòng thu thứ 3 Yesterday and Now ra mắt năm 2003 đã phát hành được hơn 100.000 bản. Đây là một con số kỷ lục của V-pop, dù là trong thời đại băng đĩa lậu lên ngôi hay là trong cái thời đại bùng nổ của âm nhạc số như bây giờ. Và cho đến hiện tại thì dù nhạc số đang chiếm sóng khắp nơi, nhưng mà những cái album CD do Mỹ Tâm phát hành đều đạt được doanh số đáng mơ ước, được mệnh danh là nữ hoàng V-pop, cho nên là nhiều tác giả và nhà báo trong nước lẫn quốc tế từng nhìn nhận cô là một trong những nữ nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn tại Việt Nam. Ở Mỹ Tâm còn có một cái chương trình này mà hát chuyên dòng nhạc Trịnh, có thể nhiều bác không để ý, đó là Mỹ Tâm Những Tình Khúc Trịnh Công Sơn đây. Anh cũng đang giao là 150 nhá. Trong này sẽ có Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ này, Em Hãy Ngủ Đi, Chiều Chủ Nhật Buồn, Chuyện Đóa Quỳnh Hương, Cho Đời Chút Ơn hay là Bay Đi Thầm Lặng vào Đóa Hoa Vô Thường. Những sáng tác rất là hay của cố nhạc sĩ qua tiếng hát đẹp của Mỹ Tâm. Đồng giá 150 cả nhà nhá. Phôi đúc chất lượng cao, trong này có in kiểu phôi này, cũng như là in tên album, tên ca sĩ đầy đủ. Những cái album kiểu phôi này thì nó không kén đầu đâu, các bác yên tâm nhá, chất lượng tiếng rất là tốt.
đảm bảo là nghe hay hơn là các bác nghe nhạc mạng nữa này, đồng thời là cũng không thua gì đĩa gốc cả. Theo thống kê thì Mỹ Tâm nằm trong danh sách những nghệ sĩ thu âm bản đĩa nhạc chạy nhất tại Việt Nam đấy ạ, với doanh thu khoảng 2 triệu bản. Trong suốt sự nghiệp âm nhạc của mình thì Mỹ Tâm đã giành đến 6 giải cống hiến, một giải âm nhạc châu Âu của MTV và 11 lần liên tiếp nhận giải ca sĩ được yêu thích nhất năm và 3 năm liên tiếp nhận giải gương mặt của năm tại giải thưởng Làn Sóng Xanh. Album tiếp theo muốn giới thiệu đó là Nơi Mình Dừng Chân của Mỹ Tâm. Ở trong này thì sẽ có những cái bản chọn lọc nhá, tức là nhiều album khác nhau vào. Khi Ta Yêu này, Đời Là Giấc Mơ, Đừng Hỏi Em, Nếu Anh Đi, Anh Chưa Từng Biết, Lạnh Lùng, Đau Thế Mà, Cô Ấy Là Ai, Chuyện Buồn, và đặc biệt là cái bài số 4 nhá. Đây là cái ca khúc Người Hãy Quên Em Đi có số lượng xem 1 triệu view ở trên kênh YouTube của Mỹ Tâm, với cái giai điệu pop ballad rất là vui tươi, sôi động đúng không ạ? Có thể nhiều bác chưa biết thì Mỹ Tâm còn từng xuất hiện trong cái danh sách top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017 do tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn. Cô còn là ca sĩ Việt Nam đầu tiên có một album lọt vào top 10 của Billboard World Album vào tháng 1 năm 2018. Đó chính là cái album Tâm 9 mà ngay bây giờ chúng ta sẽ được khám phá đây. Tâm 9 chắc hẳn là đây là cái chương trình mà không thể thiếu của các cái fan của họa mi tóc nâu đúng không ạ? Tâm 9 ra mắt tháng 11 năm 2017, được thực hiện với sự kết hợp của nhiều nghệ sĩ như là Khắc Hưng, Đức Trí, Vũ Cát Tường, Phan Mạnh Quỳnh. Ở trong này thì em thấy có Đừng Hỏi Em này, Cô Ấy Là Ai, Nếu Có Buông Tay, Mong Cho Anh, Lạnh Lùng hay là Muộn Màng Là Từ Lúc. Cái bài này chị Chủ Yến rất là thích này, hay là Nếu Anh Đi và Đâu Chỉ Riêng Em. Đây cũng chính là dự án âm nhạc được nhiều người chờ đợi sau thành công của album Vol 8 năm 2013. Tâm sự về cái sản phẩm âm nhạc của mình thì Mỹ Tâm từng cho biết rằng là những cái sáng tác trong album Tâm 9 ẩn chứa những góc sâu thẳm này, chín muồi nhất trong đời sống tình cảm của cô. Vol 9 được phát hành đã tiêu thụ đến 20.000 bản, trong đó thì 5.000 bản đã bán ra ngay chỉ trong ngày đầu ra mắt, phá vỡ kỷ lục của album Vol 8 trước đó. Bên cạnh đó thì Tâm 9 cũng là album nhiều lần xuất hiện trong top 10 bảng xếp hạng Billboard World Album, cũng như là giúp cô giành được giải album của năm và ca sĩ của năm trong lễ trao giải WeChoice Awards cùng năm. Với thành tích này thì tiếp tục đã khẳng định được vị thế đáng gờm của họa mi tóc nâu trong làng nhạc Việt đúng không ạ? Tâm 9 rất là hay nhá. Và đây mới chỉ là cái phiên bản đĩa tái 150 thôi, còn tí nữa thì mình sẽ được xem cả phiên bản đĩa gốc nhá. Gốc thì đắt hơn, 450, có số lượng rất là hiếm rồi. Và album kế bên là một cái chương trình mà tổng hợp những ca khúc từ xưa của Mỹ Tâm, từ cái thời mà Ước Gì các thứ đấy, đó là album Tình Lựa Cách Xa. Trong này có bài số 9 Ước Gì rất là ok này, có Hát Với Dòng Sông rất là nổi tiếng này, Tình Lỡ Cách Xa, Tình Em Còn Mãi, Tình Vẫn Chưa Yên hay là Hát Cho Người Ở Lại và Giấc Mơ Tình Yêu. Còn gì tuyệt vời hơn được nghe lại những cái bản mà gắn liền với một thời sinh viên của mình, nhưng bây giờ mình có điều kiện hơn, mình có dàn âm thanh xịn sò, mình được nghe đĩa CD, âm thanh rất là sắc nét. Mỹ Tâm, Tình Lỡ Cách Xa, những ca khúc vang bóng một thời nhá, em đang giao 150. Ở dưới đây thì em còn thêm cả một cái chương trình mà Mỹ Tâm hát nhạc Đức Trí. Các bác nào mà thích nghe những cái sáng tác của Đức Trí không nhỉ? Chẳng hạn trong này em nhớ là có cái bản Cathy Cathy rất là nổi tiếng này. Đúng rồi, Mong Manh Tình Về cũng hay này. Có Quên Được Đâu, có Đôi Lần này. Hay là Muộn Màng Là Từ Lúc và Yêu Thương Mong Manh. Em đang giao là 150 nhá. Nhận xét về giọng hát của Mỹ Tâm thì nhà báo Tùng Lâm đánh giá là giọng hát điêu luyện, mạnh mẽ và đầy xúc cảm của Mỹ Tâm không chỉ giúp cô có chỗ đứng vững chắc trong làng nhạc Việt mà còn là cơ sở để người hâm mộ đặt trọn vẹn niềm tin khi cô đại diện cho Việt Nam đem chuông đi đánh xứ người. Hay là như nhạc sĩ Quốc Bảo từng chia sẻ, Tâm đã, đang và sẽ mãi mãi là một ngôi sao, nhưng với tôi thì Tâm là cô bé, chẳng sai chút nào, em nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, hồn nhiên nhưng mà sâu lắng, giản dị nhưng mà nhiều khát vọng. Mỹ Tâm hát nhạc Đức Trí, em đang giao 150 nhá. Và ở phần cuối clip ngày hôm nay thì em có sưu tầm cho mọi người ba cái chương trình đĩa gốc khá là hiếm của Mỹ Tâm, đó là Mỹ Tâm Vol 6 này, Mỹ Tâm Vol 8 này với cả Mỹ Tâm 9, thì lần lượt giá là 350, 380 và cái Mỹ Tâm 9 là đắt nhất nhá. Vol 9 này là 450. Thì mình cùng điểm qua nhá. Album Tâm 6 có tên là Trở Lại. Ở trong này sẽ em nhớ là có một cái đĩa hình DVD với cả có một cái đĩa CD. Cái list bài đây. Hơi Ấm Ngày Xưa, Như Em Đợi Anh, Cơn Mưa Dị Vã, cả nhà xem thử giúp em nhé, Hurt So Much nữa này, Chỉ Có Thể là Tình Yêu này. Các bác thích đĩa nào có thể chụp ảnh màn hình cái đĩa mình đang xem, hoặc là nhắn đúng tên album gửi qua Zalo giúp em 0912 906 897 nhá. Bìa rất là đẹp, wow, có hai đĩa bên trong nhá. Mình xem qua cái đĩa chính hãng của Viết Tân làm nhá. Dù thuộc thế hệ ca sĩ đời đầu của V-pop nhưng mà Mỹ Tâm vẫn cho thấy bản thân sở hữu sức hút
không hề thua kém bất kỳ ca sĩ trẻ nào hiện nay. Các sản phẩm âm nhạc của Mỹ Tâm đều xuất sắc, đạt được hàng chục triệu lượt xem và nhanh chóng leo top trending trên YouTube. Thậm chí là trên các cái trang nhạc số thì những bài hát của Mỹ Tâm ngay khi ra mắt đều đạt được những vị trí cao trên bảng xếp hạng và bám trụ rất là lâu sau đó. Để đạt được hàng loạt thành tích mà bất kỳ ca sĩ nào cũng mơ ước có được thì Mỹ Tâm đã phải dành ra hơn 20 năm miệt mài hoạt động âm nhạc nghiêm túc và không ngừng làm mới bản thân. Giữa lúc thị trường âm nhạc ngày càng thay đổi và phát triển mạnh mẽ như bây giờ thì Mỹ Tâm lại càng không cho phép mình được quyền dừng lại mà phải luôn trau dồi, đổi mới để không bị bỏ lại phía sau. Em xin nhắc lại nhá, cái tâm 6 này em đang giao là 350 nhá. Và sang đến cái tâm 8 cũng rất là nhiều ca khúc hay mà nhiều bác yêu cầu này. Mọi người nhìn qua clip bài giúp em nhá. Gửi tình yêu của em giữa hai chúng ta như một giấc mơ vì em quá yêu anh, My Friend, Lại một đêm mưa hay là Một phút cô đơn. 380. Đĩa của Viết Tân làm bao giờ cũng rất đẹp. Bìa thì tranh ảnh rất là nhiều, có cả lời bài hát, lời tâm sự của ca sĩ này, lời cảm ơn các thứ này. Và album cuối cùng trong clip ngày hôm nay, cả nhà đoán ra được không nhỉ? Tâm 9 nhá. 450. Ngoài sự nghiệp ca hát thì nữ ca sĩ Mỹ Tâm còn là giám đốc công ty giải trí mang tên cô MT Entertainment, cũng là cái trung tâm phát hành cái đĩa này đây. Mỹ Tâm cũng làm giám khảo cho nhiều cuộc thi âm nhạc như là Việt Nam Idol này, Sao Mai Điểm Hẹn, Giọng Hát Việt, và có lần cả Mỹ Tâm còn đóng cả vai diễn truyền hình nhá, trong cái bộ phim Cho Một Tình Yêu. Và thậm chí là năm 2019 thì cô còn lần đầu đạo diễn cho bộ phim điện ảnh đầu tay có tên là Chị Trợ Lý Của Anh, không biết các bác xem chưa nhỉ? Nhận được rất là nhiều nhận xét tích cực của công chúng cũng là giới chuyên môn. Có thể nói là Mỹ Tâm là minh chứng cho việc nghệ sĩ đi lên bằng thực lực, đúng không ạ? Thành công theo đuổi con đường âm nhạc không hề thị phi hay là scandal. Trái với sự nghiệp nổi đình nổi đám đó thì họa Mỹ Tâm đâu lại là một người vô cùng kín tiếng về chuyện đời tư. Cô từng vướng cái tin đồn tình cảm với cả Đàm Vĩnh Hưng này, Hà Anh Tuấn, Tuấn Bi hay là nam diễn viên trẻ Mai Tài Phến. Tuy nhiên thì Mỹ Tâm luôn im lặng và không trả lời trực diện câu hỏi về đời tư của truyền thông. Vì vậy chuyện tình duyên của nữ ca sĩ ở thời điểm hiện tại vẫn là một ẩn số. Mọi người vẫn hay nói vui rằng là bên cạnh việc ủng hộ các sản phẩm âm nhạc sắp tới thì có một điều mà các fan luôn mong chờ từ Mỹ Tâm, đó là việc trả lời cho câu hỏi bao giờ cô mới chịu lấy chồng. Những cái thông tin thú vị vừa rồi cũng là lời cuối cùng để khép lại bộ sưu tập 12 chương trình hay nhất của Mỹ Tâm ngày hôm nay. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua lẻ đĩa nào có thể chụp ảnh màn hình cái đĩa mình đang xem, hoặc là nhận đúng tên album gửi qua Zalo giúp em nhé, 0912 906 897. Bây giờ xin phép chào tạm biệt và chúc các bác nghe nhạc thật là vui vẻ.